Báo bắt đầu, hôn thở. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Trung xa ai còn bóng vương sông hồ, mà nơi đây bỗng dừng bước phiêu du. Ở đây có bếp lửa hồng và nơi đây có ngôi duyên nồng, cùng nơi đây em đang chờ anh xây mộng tình yêu. Ngày anh đến ấm lại mùa đông giá lạnh mịt mờ, ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Ngày anh đến cánh hoa vườn em ngắt hương, sẽ không còn những nỗi buồn, chúng mình mãi gắn bó suốt đời nhau. Ngày anh đến với em, gió cũng hát lao sao cùng đàn em trong vườn xuân. Nena, no te pides solo que amar, quiero dejarte.
và sau khi tập thể dục xong thì là tất cả mọi người coi như là sức khỏe. Khu dân cư 15 phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương, phong trào thể dục thể thao buổi sáng rất là nhiệt tình và sôi nổi. Tôi thấy là các tốt múa quạt và tốt tập thể hình rất là có ích cho sức khỏe, rất là phấn khởi. Chị em rất là phấn khởi, sáng đến là tập đều và nhiệt tình và có ích cho bản thân mình, sức khỏe. Tiếp đó là sức khỏe, sau đó là phong trào của khu dân cư và của cộng đồng. Thì chị em tập luyện hăng say, mặc dù là có hôm trời mưa nhưng chị em vẫn ra sân để tập.